Nên khoác nhớ chị ơi, khoác nỉ kéo khóa đồng giá 50.000 này. Chị nào xem like chấm nước em nhá, 50.000 đồng giá thôi. Khoác như em đang mặc đấy. Đây. Khoác như em đang mặc nhá, đồng giá 50 nhá. Đau lưng quá rồi. Đồng giá 50.000 nhá. Chào chị giày nhá. Hello chị, 50.000 đồng giá nhá. Môn khoác này size L nhá, chất cốt tông này chị nhìn này. Chất cốt tông nhá, size L mặc xinh này. Tầm khoảng 60 cân quay đầu. Size L mặc xinh mã kẻ nhá. Các chị từ 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân. Chốt cho em mã kẻ size L nhá. Đẹp chưa? Chất cốt tông này. 50.000 đồng giá. Đồng giá 50. À lấy kẻ chốt cho em mã kẻ size L, chốt cho em mã kẻ này. À lấy kẻ chốt kẻ này. Một con màu đen này. Một con màu đen này size SM chị ơi. SM mặc xinh nhá. Đấy, từ 45 đến 52 cân này. Chốt cho em mã đen này, siêu đẹp rồi. Ai lấy đen chốt cho em mã đen size SM mặc được. Từ 45 đến 52, 53 cân. Đấy, ai lấy đen chốt cho em mã đen này. Mã đen đẹp này, 50.000 đồng giá nhá. Ai lấy đen chốt đen nhá. Đen này đẹp quá mà không ai chốt này. Mã đen này, đồng giá 50. Tiếp nhá. Đây các chị một con hiệu này. Chào Hương Giang nhá, con hiệu Fila này. Con này hiệu xịn nhá. Nó ghi là size S nhưng mà form là size SM nhá. Con này hàng hiệu Fila, con này ghi là size S nhưng SM mặc được nhá. Xịn chưa? À lấy hiệu chốt cho em mã hiệu đi. Ghi là size S nhá. Con này hiệu xịn đét luôn, hiệu hiệu Fila đấy. Siêu xịn luôn. Chốt cho em mã hiệu nhá. Đồng giá 50.000 nhá chị ơi, hiệu xịn luôn, hiệu Fila này. Chuẩn chưa, 50.000 mới đét luôn này. Con này vừa hiệu vừa mới này. Trời ơi. FL nhá. Hiệu cho Huyền này. Đúng mã nhá chị ơi, Huyền ngốc này. Một con đỏ mới tinh này. Mới tinh tinh tinh. Con này nó ghi size XL nhá. Con này nó ghi size XL dành cho người từ 55 cân là mặc được rồi. Đen cho chị Ren Phạm. Từ 55 cân là mặc được rồi, đến 65 cân nhá. Đấy. Chốt cho em mã đỏ mới. Đỏ mới 50, đồng giá 50 nhá. Ok Hương Giang nhá, cảm ơn Hương Giang này. Hiệu đen cho chị Ren Phạm này. Ren Phạm. Đỏ mới cho ai này? Cho chị giày này. Chị Di giày nhá. Mới chút cho chị Di giày. Trong lót nỉ nhá, con này giày đanh chất cực luôn. Chị Di giày này. Xả hàng đấy chị ơi, em đang xả hàng đồng giá 50 đấy. 50.000 cho tất cả luôn. Đỏ mới chị Di giày. Con này xinh này. Con này hàng hiệu nhá, đây này, size M, nó ghi size M nhá. Con này mới lắm, con này bình thường mới em bán 120.000 nhưng nó bị lỗi khóa, em bán đồng giá cho chị nhé. Đây này nó mất cái chốt ở dưới này rồi, về chị sửa khóa nhé. 50.000 đồng giá, size M nhé, tầm khoảng 50-55 cân, chốt cho em mã trắng này. Hôm qua thì kéo lên được đấy. Nó mất chốt ở dưới này rồi, đấy không kéo lên được đâu. Mới tinh luôn nhé, rất là mới luôn. Size M, về sửa khóa em ấy. Chị nào tiện ấy, 50-55 cân mã trắng. À quần tập à, ok nhá, quần tập chắc là sẽ là không có. Trắng lỗi nhá. Trắng bị lỗi này, chốt mã trắng này. Trắng lỗi. Tiếp này là một con màu vàng này. Vàng này có kẻ mũ ở trong này. Kẻ xanh đợi chị tí, có L chị ơi, đủ size hết cho chị. Yên tâm là cứ xem ở lại like sẽ đủ đơn. Trắng cho Huyền này.
Đấy, trắng thể thao đấy. Con này size M nhá, đây này, M. Tầm khoảng 50 58 cân được, M nhưng thoải mái, 50 55 cân size M, cứ chuẩn M chốt cho em mã vàng. Chuẩn M chốt vàng. Ai lấy vàng chốt vàng. Chuẩn M mặc xinh chốt cho em mã vàng này. Xanh nào nhỉ? Vàng chị Di dày này. Nó là đúng là vàng xanh chuối đấy. Vàng chị Di dày nhá. Nó là màu chuối, vàng chuối. Chị dày lên số em, chị dày ơi. Kẻ xanh đây. Kẻ xanh này size L, ai hỏi kẻ xanh đây. Size L đây, chốt kẻ xanh nhá. Size L 55-60 cân. Ok em cảm ơn chị nhá. 55-60 cân đây, size L kẻ xanh đây. Từ 54 cân rồi. Từ 54-60 cân nhá. Quên mất em không ghim bài này. Em 1m67, 58 cân nhá. Em mặc size M và L nhỏ. Xanh Dung Nguyễn Thúy này. Ok này, chị thấy rồi đấy, đấy, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Thấy Di dày inbox rồi nhá. Nguyễn Thúy lên số em nhá chị ơi, khách mới à. M, ừ đấy. M đi hơi rộng. Lên một con khoang nỉ này chị ơi. Một con khoang nỉ nhá, nỉ siêu đẹp luôn. Khoang nỉ này size L, size L các chị ạ. 55-60 cân chốt cho em khoang nỉ này. Kẻ chị Dung Lê này. 55-60 cân mã khoác nỉ này. À con kẻ xanh này hết rồi. Size L ra em chốt cho em khoác nỉ này. Chị Dung Lê sau nhá, chị Nguyễn Thúy lên số rồi có đơn này. Khoác nỉ nhá, con này trong nó màu mè nhá. Đây, trong nó đa màu sắc luôn. Nó phối ngoài như này. Khoác nỉ này, ai lấy khoác nỉ chốt khoác nỉ này. Tiếp nhá. Đâu rồi? Một con Huyền Ngốc ơi, con này siêu đẹp này bà Huyền này. Siêu đẹp nhá, Huyền Ngốc ơi này, con này size các chị size ML mặc được. Đấy, tay nó phối da thật này, da lộn đây này, đấy, không bị bong đâu. Mũ thì mũ lông nhá, mũ lông này, à mũ này ở lông sao? Đấy. Con này các chị tầm size ML này, ML 54 đến 60 cân, 53 54. 53 54 đến 60 cân chốt cho em mã VIP này, khoác nỉ cho chị Hồng Hứa này. Chị Hồng Hứa lên số nhá. Chốt cho em mã VIP, VIP. Con này đẹp lắm. Ai lấy VIP chốt VIP này. Chị Hồng Hứa. VIP chữ Ren Phạm này. VIP, VIP là chị Ren Phạm nhá. Ok chị này. Chị Lên Phạm lên số rồi nhỉ. Khách mới cọc chuyển khoản giúp em nhé. Cọc cọc 50.000 được. Mua nhiều thì chuyển khoản miễn ship nhé. Đơn từ 300 cơ nhé. Đơn từ 300.000 chuyển khoản hết em miễn ship nhá. Còn không thì cọc giúp em 50.000 là ship toàn quốc 30.000 nhé. Chị Lên Phạm này. Năm mươi nghìn đồng giá hết với chị ơi. 50.000 nhá. Dự bị chị Dung Lê này, chị Dung Lê kiểu khách quen đấy nhỉ. Mỹ Thương sau này, chị Dung Lê khách quen đấy sao thì dự bị này. Tiếp này. Một con màu đỏ đô này, dáng crop top này. Đỏ đô này. Crop top các chị size ML nhá, dáng ngắn này mặc rộng được từ 55 cân đến 60 cân trở lên nhá. Đấy, con này từ 53 đến 60 cân, 62 cân này, dáng ngắn rộng, form rộng nhá. Từ 53 đến 62 cân chốt cho em mã đỏ đô. Size ML mặc được. ML mặc được chốt cho em đỏ đô 50.000. Đỏ đô chị nào thích khoác nỉ này, con hồng mới tinh này. Size M nhá. Size M chị tầm từ khoảng 48 55 cân chốt cho em mã hồng mới này. Đây là khoác nỉ nhá. Khoác nỉ đấy. Size M, chuẩn M cho em. Từ 48, 55 cân, chốt cho em mã hồng mới. Đỏ đô chị Phương Anh này. Chốt mã hồng mới này. Ai lấy hồng mới, chốt hồng mới còn vài cái đi. Em bán nốt. Tiếp này, con này size L đây này. Chất cốt tông này chị ơi, nó như này này. Size L nhá. Tầm 60 cân, 65 cân đấy. Con này size L, XL này. Chị Trang Đài sau nhé.
Đây con này các chị 60 65 cân này, to chưa? Đấy. Màu nó rất là hay nhá. Chốt cho em mã xanh. À lấy xanh chốt xanh, cái màu này hay cực. À lấy xanh chốt mã xanh, chất cốt tông mềm rũ ra luôn ấy. Đấy. Mã xanh cho em nhá, xanh xanh xanh. Một con thể thao các chị này. Thể thao xinh chưa? Con này nó ghi size L này nhưng mà form chỉ size M thôi. Con này ghi L nhưng form chỉ size M thôi. Đây là M và L nhỏ mặc được nhá. Chốt cho em mã này là mã kẻ. Kẻ này bà Huyền thích này. Chốt em mã kẻ này. Con này ghi size L nhá. Đấy. Form chắc là size M đấy. ML mặc được. Chị nào ML ấy. Xanh hay chị Quy Phạm này. Chị Quý Phạm hay Quy Phạm lên số em với. Dự bị chị Si tuyển bông à? Chị Si tuyển bông này. Em có dự bị nhá. Kẻ chị Dung Lê này. Chị Dung Lê lên số nhá. Dự bị dồn đơn cho chị Di Dày này. Dồn đơn nhá, chị Di Dày nhá. Ai có đơn thì em ấy. Xanh dự bị chị Si tuyển bông rồi đấy. Chị Dung Lê lên số, chị Si tuyển bông lên số và inbox nhá. Kẻ chị ấy đấy, dự bị chị Di Dày dồn đơn nhá. Di Dày này. Tiếp này. Lên một con màu ấy này, màu tím này. Màu tím này cũng ML này. Màu tím này size ML chị từ 53 đến 60 cân này. Độ mới có cái rất là cao, có cái ổn nhá. Nói chung độ mới ổn và cao. Còn hàng cũ là em lọc hết rồi. Đây chẳng qua là hàng rất like thôi. Chốt cho em mã tím. Ai lấy tím chốt tím thôi. Đây là hàng em like rồi, toàn 67 toàn à đâu toàn 80 đến 90 ấy. Thì còn ít em xả nốt túi này. ML được nhá. 53 đến 60 cân. Chốt cho em mã tím. Đúng rồi, size L, con đấy XL của chị đấy. Chị dự bị đấy, chị Si Tuyển ơi cứ chốt tiếp đi. Đây là con sọc ở dưới này. Chốt cho em mã tím này. Tím chị Dung Lê này. Lên số đi chị Dung ơi. Chị Dung Lê khách mới khách cũ nhỉ, em không nhớ lắm nhỉ. Tại có mấy chị tên là Dung. Tiếp này có con bomber này. Bomber này của Nam nhá. Con này nó ghi XL đây nhưng mà chắc form chỉ tầm size M thôi. Tầm 60 cân. Tầm 60 cân quay đầu nhá. 55 60 cân này, chốt cho em mã bomber nhá. 50.000 hết, đây chất mát cực luôn. Mới chưa? Đấy, chốt cho em mã bomber này. À lấy bomber chốt cho em mã bomber. 50.000 đồng giá này, chốt cho em mã bomber nhá. Bomber cho em nhá. Tiếp này. Một con khoác kẻ này chị ơi. Khoác kẻ này size L này. Con này size L nhá. Các chị từ 55 đến 60 cân này. À con này LXL nhá. Đấy tầm 60-65 cân này. Mong tơ ghi ơi, em chưa lên được. Còn này em lên lốt. Đây con này nó bị ấy đây này. Nó mất chốt này. Mất chốt kéo nhá. Size LXL. Các chị từ 58 đến 65 cân nhé. LXL nhá. LXL là mặc được từ 55 đến 65 cân nhé. À đấy con này chốt cho em mã phối này. Mã phối. Phối của ai đây nè. Mã phối nhá. Phối cho khác mã đi này. Đấy nó bị mất cái ấy rồi. Mất cái chốt rồi chị. Các chị chịu khó cầm nhá. Cầm này nó sẽ bị dính cái lớp vải trong thôi chứ khóa vẫn ngon. Phối chị Di Dày trước này. Dung Lê với Nguyễn Thúy sau nhá. Phối chị Di Dày này. Tiếp nào mà con phối tiếp này. Con này size LXL đây. Con này chất thể thao này. Size LXL nhá. Chốt cho em mã thể thao LXL mặc được. Từ khoảng 60-65 cân. LXL nhá. Từ 58-65 cân nhá. Con này dáng dài các chị mua cho chồng cũng được. Đây mới cực luôn. Chốt em mã thể thao. Ai lấy thể thao chốt thể thao. Xay LXL được. Chốt em mã thể thao chị Quy Phạm này.
Chị quy phạm lên số em nhé. Để chị được một con xanh này, mấy con thể thao này, dự bị chị Khôi Hồ này. Chị Khôi Hồ lấy thì inbox nhé, kiểu gì chị Khôi Hồ cũng được hai cái. Em có dự bị nhá. Chị nào xác định lấy thì lên inbox chị ơi. À lên số chị ơi. Xong vào chấm bài đi. Muốn họa tiết này. Đây con này cái mũ của nó này nhét được vào trong nhá. Đây. Đấy, nó có cái mũ này, các chị này nhét được vào trong nhá. Đựng được mũ đây này. Con này size chắc là của nam nhá, con này chắc là của nam này. Xem size bao nhiêu nhá. Của nam thì tầm khoảng 55 cân ý. Đấy, em 1m67, 58 cân, con này dài lắm. Con này nam phải 1m7, 1m7, 1m75 cũng được. Đấy, nhưng mà nam 1m7 này, 75 cũng được, 1m8 cũng được, 1m7, 1m8 cũng được nhá. Mà tầm khoảng 55 cân thôi, 55 đến 56 cân nhá. 56 là 55, 58 cân nhá. À, lấy con này chốt cho em mã họa tiết này. Họa tiết 50 nhá. 50.000 đồng giá, chốt cho em mã họa tiết. Ai lấy họa tiết, chốt họa tiết này. Đây một con hoa nữa chị này. Hoa này size M nhá. Bomber hoa size ML mặc được. Con này từ 53 đến 60 cân nhá. Đây cái chốt nó lại bị rơi rồi đây này. Đấy. Từ 53, 54 đến 58 cân thôi. Size ML nhỏ, chị nào ML nhỏ mặc được nhá. ML chuẩn là hơi cức, vì mình còn khoác nữa đây này, nó chỉ nhẹ, có độ rộng nhẹ đấy thôi, M thôi. L nhỏ này chốt cho em mã này là mã hoa áo mặc không ạ. Họa tiết chị phong cách đại gia này, phong cách đại gia. Chị phong cách lên số em. Chị đại gia, chị đại gia lên số em nhé. Họa tiết cho chị đại gia này. Hoa cho ai đây? Hoa cho chị Đỗ Thị Thu Hoài. Chị Hoài khách mới khách cũ nhỉ? Đỗ Thị Thu Hoài. Ok, nhắn rồi, ok chị. Tiếp nha. Con này của Nai này chị ơi. Đây con này hàng của Nai nhá. Đây nó ghi size XL đây này. Hàng của Nai nhá, ghi XL đây nhưng mà chắc là tầm khoảng size L thôi. Con này mũ là gió nhá. Đây là chất cốt tông này. Nhưng cái mũ của nó là mũ gió. Mũ gió nó ghi XL nhưng các chị chắc tầm size L đấy. Sẽ tầm khoảng chị tầm khoảng 60-65 cân được luôn. Nói chung là từ 58 đến 65 cân nhé. Size L, XL mặc được. L và đầu XL mặc xinh. Ai lấy con này chốt cho em mã này là mã 1. Mã 1 đi. L và đầu XL mặc xinh. Khóa có dập logo của Nike luôn nhé. Chốt cho em mã số 1. Đấy, chị nào size L đầu XL nhé. Nó ghi là size XL đấy. Vì nó vẫn còn độ ấy. Một cho chị Hồng Thu này. Một chút chị Hồng Thu nhá. Cái này thì họa tiết của nó đẹp nhá. Cái chun áo, chun tay nó không được mới lắm chị ạ. Đây. Con này là chun nó không được mới lắm này. Đấy. Mũ là mũ gió này, họa tiết thì đẹp nhá, hàng của Nike nhá. Đây. Chun tay cái chun ấy ở dưới không mới lắm này. Đấy, chị còn lấy không? Một con đỏ này chị ơi, con nỉ đỏ này. Nỉ đỏ này size gì đấy? Đây con này ghi size 2XL cơ này. Con này ghi 2XL này. Cho chị từ 60 cân này hoặc nói chung nam nữ mặc được nhá. Tối màu có chị ơi, 60 đến 70 cân luôn này. Đỏ đẹp này. Chốt cho em mã đỏ đẹp với chị ơi, màu nó như này này. Đỏ đẹp, ai lấy đỏ đẹp chốt đỏ đẹp size L, XL nhá. Đấy, nếu còn nam thì 55 cân là mặc được rồi. Nam là 55 cân mặc được nhé. Nữ thì từ 58 đến 65 cân. Nữ là size L, XL. Còn nam là size M, L nhỏ thôi. Nam là size M nhé. Nam là M thôi. Nữ là L, XL nhé. Đỏ đẹp chưa? Chốt cho em mã đỏ này.
Ai lấy đỏ chốt đỏ này. Con đỏ này đẹp xuất sắc luôn đó chị ơi. Đỏ này đẹp lắm nhá. Chất siêu đẹp luôn. Chốt em mã đỏ. Con rồng đây. Con này mã của nó cũng là nai đi này. Đỏ cho chị Hồng Thu này. Con rồng này này, con rồng này nó không được mới bằng con kia đâu, nhưng nó sẽ là hàng độc lạ nhá. Đây. Cũng LXL nhá. Chốt cho em mã này là mã số 2 này. Con này cũng là đỏ số 2. LXL chốt em mã số 2. Con này tầm 60 cân nhá. Mã số 2. Tầm 60-65 cân chị ơi, anh ơi. Đâu cho các anh tầm 58-65 cân size M của nam là được rồi. Chốt cho anh Khôi Hồ. Khôi Hồ. Hai cho anh Khôi Hồ này. Chị Nguyễn Quy. Chị Nguyễn Quy có đơn rồi đấy à? Đúng không? Dự bị chị Nguyễn Quy có đơn này. Chị Nguyễn Quy mới hay chị Nguyễn Quy cũ nhỉ? Một con đỏ tiếp này, chị Nguyễn Quy là mới hay cũ đấy? Đỏ này nó ghi size XL này. Tầm 60 cân đấy chị ơi. Đỏ này tầm 60 cân nhá. Con này nam nữ mặc được này, dài lắm này. Đấy. Đấy, bằng con đỏ rồng, bằng con rồng kia nhá. Nam nữ mặc được luôn. Chốt cho em mã này, mã đỏ đô. Mã đỏ đô 50.000 nhá. Xinh nhỉ, con này đẹp nhỉ. Đỏ đô, ai lấy đỏ đô, chốt đỏ đô này. Hai khóa liền. Tầm 60 cân nhá. Đấy. Em 1m67, 58 cân, em mặc rộng thoải mái nhá. Con này tầm 60 cân. Chốt cho em mã số 2. Ai lấy số 2, chốt số 2 này. Đây này, con này mới lắm chị ơi. Con này mới lắm. Nhưng mà không kéo khóa xuống được này. Về chị xem khóa em ấy. Khóa còn ngon nguyên nhưng không kéo được này. Trong lót nỉ dày này, mới cực luôn. Nó ghi size gì đấy? Nó ghi size M vì nó là form rộng nhá. Nó ghi size M form rộng này. Cho chị từ khoảng 54-60 cân, 62 cân nhá. Form rộng lên 62, size L bằng được nhá. Đấy, từ 54-60-65 cân bằng được hết form rộng nhá. Con này 30.000 mã mới. Mã mới 30. Về chị sửa khóa em với. Nhớ con về xem khóa em với. Nào không kéo. Đỏ crop top này. Mới cho chị Phong Cách Đại Gia này. Con này bị lỗi một cúc rồi. Đây. Cúc của nó đây này. Còn cúc đây nhá. Nhưng mà về về chị chốt ấn kiểu gì đây. Còn cúc ở bên này đây nhá. Em mở ra được rồi đây này. Vẫn còn nguyên cúc đây này. Con này size SM. Từ khoảng 45-52 cân mặc đẹp. 45-52-53 cân nhá. Chị nào size SM mặc được nhá. 50.000 chốt cho em mã đỏ này. Đấy, về các chị tự ấy đi. Cúc của nó còn đây này. Nó không bị mất cúc đâu. Chốt cho em mã đỏ nhá. Đỏ bomber này, chất đẹp cực luôn. À đấy, đỏ chốt đỏ mới cho ai đấy? Chị Phong Cách Đại Gia này. Chị Đại Gia đâu? Mới 30 nhá, cho chị Đại Gia này. Tiếp nha chị ơi. Con gì đây? Một con này size S này. Con này chắc là của nam ấy nhỉ. Con này chất thể thao. Khóa đồng nhá, con này bé lắm, con này chuẩn S cho em nhá. Chắc là 40-45 cân, chị nào mua cho con trai cũng được. Đây này, không kéo mà được luôn vì nó không co giãn này này. Nhưng mà đẹp. Chốt cho em mã nam này. Mua cho con trai tầm 40 cân thôi. Tầm 40 cân này chốt cho em mã nam. Ai lấy nam chốt nam. Mã nam cho em này. Màu tối đây. Con đen này theo nhá. Con đen này tầm khoảng 55 cân này. Nam chị cho anh Khôi Ngu này. Con này theo nhá. Ôi giời.
Kéo khóa này chắc lỗi khóa này không kéo được. Đây là thêu này. Con này 30.000 mã lỗi khóa. Đây con này tầm khoảng 50-55 cân. 50-55 cân này. 30.000 mã lỗi khóa 30. Nam thanh khôi hồi. Khôi hồi. Nam thanh khôi hồ nhá, khôi hồ gì đấy. Tiếp này chị ơi. Một con khoác nhung nữa chị này. Con này khoác nhung theo ở đằng sau nhá. Size ML. Size ML đó chị, 55 60 cân này. Từ 53 đến 60 cân bằng được nhá. Vì nó có giãn chốt cho em mã nhung theo. Từ 53 đến 60 cân. Theo đằng trước đằng sau. Giá ngắn được, chốt cho em mã nhung theo. Ai lấy nhung theo chốt nhung theo này. Ai lấy nhung theo chốt nhung theo nhá. Nhung theo cho em. Một con đỏ tiếp này. Con đỏ này của nam, con đỏ này khóa đồng nhá. Con đỏ này khóa đồng chắc của nam này. Dài lắm. Con này khóa đồng này, tầm khoảng 55 60 cân mặc được nhá. Nói chung là nam size M đây. Chốt cho em mã đỏ này. Đấy. Tầm size M nhá. Nữ thì phải size L. XL mặc được. Đấy. Nữ thì tầm khoảng 58 đến 65 cân nhá. Nam thì tầm 55 60 cân mặc được. Chốt cho em mã đỏ. À lấy đỏ chốt đỏ này. Đỏ chất cốt tông này. Mã đỏ cho Nguyễn Chi. Đỏ chị Nguyễn Chi này. Chị Chi lên số em nhá. Đỏ chị Nguyễn Chi nhá. Tiếp nhá. Một con bomber này. Bomber này size M nhá. 50-55 cân. 50-48-55 cân tùy chiều cao size chuẩn M của em. XS và M mà được nhé, chuẩn M đi. Từ 46 55 cân tùy chiều cao, chị nào chuẩn M chốt cho em mã bomber nhé. Chị nào chuẩn M mặc xinh này chốt bomber. Đây sau có hình đấy. Chuẩn M mặc xinh chốt cho em mã bomber đây, con này đẹp này. 50.000 chị ơi. Con này đẹp quá này, con này chất xịn cực luôn. 60 đến 70 cân này, chốt cho em mã trắng này chất đẹp lắm. Mã trắng chất xịn cực, size to, size LXL nhá. 60 đến 70 cân. Chốt cho em mã trắng, ai lấy trắng chốt trắng nhá. Đây. Chất xịn lắm. Mã trắng em ấy. Trắng anh khôi ngô này. Cho anh khôi hồ lên số em với. Khôi hồ. Dự bị chị Di dày. Dồn đơn. Tí tầm khoảng 9 giờ 9 rưỡi họ lấy chị ơi. Em lên đơn đóng sẵn sàng rồi. 9 giờ 9 rưỡi họ lấy. Một con xanh này. Xanh này mới cực luôn. Em đóng hết hàng rồi nhá. 9 giờ họ lấy. Đơn đi hết. Xanh này size to nhá. Hello chị Thúy này. Chị Diệu Thúy này. Được chị ơi, lấy em đóng chồng lên cho chị. Chị lấy cái nào em đóng lên. Đóng chồng lên cái túi kia chị là được mà. Đơn lên hết rồi. Em sẽ để riêng ra kia và em đóng chồng lên là được. Con này form rộng nhá. Em để riêng ra đây này xong tí em đóng luôn. Không họ lấy là được mà. Con này form rộng này. Nếu chị nào thích rộng thì M mặc được nhé. Còn không thì LXL thoải mái luôn. Đẹp chưa? Từ 55 cân là mặc đẹp rồi. Đến 60, 70, 75 cân mặc được hết này. Ai lấy con chị em hôm qua em có bán quần đâu nhỉ. Ai lấy con này chốt cho em mã 1. Chốt cho em mã 1. Mã 1 của em nhá. Đây cái chun nó mới cực luôn đấy. 1-1 Bomber 1 cho chị Nguyễn Chi này. Ok chị em lấy con bomber cho.
Một cho chị Nguyễn Chi này, dự bị chị Hồng Thu này. Chị Hồng nhận được đơn chưa? Một cho chị Nguyễn Chi nhé. Dự bị chị Hồng Thu nhé. Đây là bomber đỏ này chị ơi. Bomber đỏ này hay bomber xanh? Chắc bomber đỏ này đúng không? Chị Ngọc Lam. Không có nhiều đâu chị ạ. Con này hàng hiệu Only này. Con này hiệu Only nhá. Size gì đấy? Size L. Size L hiệu Only này. Nhưng mà nó kiểu như này. Nó hiệu Only, chất nó mềm lắm. Cốt tông mềm cực luôn. À lấy con này chốt cho em mã này, mã cam size L nhé. Các chị mặc áo 2 dây ở trong xinh lắm, nó như một con khoác len đây này. Như một con khoác len cardigan luôn, nó dáng cardigan nó khoác nỉ nhé. Chốt cho em mã cam hiệu này. Cam 50.000 đồng giá. À lấy cam, chốt cam nhé, con này size L mặc đẹp lắm. Mã cam. Màu xám à? À đây bomber xám đây. Ok chị nhá, ở đây này. Bomber xám này ok này. Cho chị Ngọc Lam này, em để riêng ở đây nhé. Đây bomber tiếp này chị ơi. Xả hết nha, còn ít thôi. Còn có từng kia thôi. ML mặc được này, có này đẹp này. ML, có này từ 55 đến 60 cân nhá. Đẹp chưa? 55 đến 60 cân chốt cho em. Mã đẹp. Size L chốt em mã đẹp, ai lấy đẹp chốt đẹp. Chốt cho em mã đẹp này, 50.000 thôi. Xinh chưa? Không lỗi lầm gì đâu. Size L nhá, các chị từ 55 đến 60, 62 cân. Ai lấy đẹp chốt cho em mã đẹp này. To chị xem có con nào phù hợp không? Chốt cho em mã đẹp này, tiếp này. Con này size 2XL này. Con này 2XL nhá. 2XL đây. Con này 65 70 cân này. 65 70 cân chốt cho em mã xanh đi, chất nó xốp xốp như này nhá. Con này chất xốp này. Con bomber kia đẹp thế không, không ai chốt. Ai lấy xanh chốt em mã xanh. Mã xanh con này 2XL đấy. 65 70 cân này, chốt cho em mã xanh. Tiếp này. Con này dày dặn lắm này. M các chị ơi, size M. 50 58 cân này, chốt cho em mã hồng ML nhỏ này. ML nhỏ nhé. 50 58 cân. Chốt cho em mã hồng. Ai lấy hồng chốt hồng. Mã hồng. Một con màu ghi này, con này nó ghi size XL chắc chỉ tầm 55 thôi. Để em xem. Hồng này đẹp không, em lấy. Con hồng này dày cực. Hồng này trong lót nỉ ấm lắm nha. Đấy. Trong lót nỉ này ấm cực luôn. Hồng của chị Dung Lê này. Hồng chị Dung Lê nhá. Một con màu ghi này, con này XL nhá. Ghi XL đây nhưng chắc chỉ tầm size L thôi. Con này từ 58 đến 65 cân nhá. Đấy. 58 65 cân này, ai lấy con này chốt cho em mã ghi. Mã ghi. Con này size XL, LXL bằng được nhá. 58 đến 65 cân. Chị nào thích rộng 55 cân bằng được. Chốt cho em mã ghi. Cho chị di dày luôn này. Ghi chốt chị di dày. Một con màu xanh này. Con này hàng này bán 50.000, đa phần khách đều khen hết đấy mà. Con này khoác nhá. À có khóa mà. Xanh này đẹp này. Xanh này ML nhá. Con này hiệu ấy sao ấy. 55 60 cân này, chốt cho em mã này là mã gì đây này này. Chốt cho em mã đẹp này, đẹp lắm. Ghi hết rồi chị ơi, 55 60 cân nhá. Các chị size M hơi rộng, size L đi. Chốt cho em mã đẹp nhá. Đây nó có họa này, nó như này, nó kiểu chất như này. Ai lấy đẹp chốt cho em mã đẹp này.
Con này hàng gì đẹp thế nhỉ? Nó hàng hãng gì? Miken à? Miken gì đấy? Đẹp với chị Nguyễn Chi này. Con này các chị 65 cân cũng vừa luôn ấy. Tại vì form của nó là form suông nhá. Form suông rất rộng, 65 cân, 70 cân. Tiếp này. Con này size to này, hàng Uniqlo này. Đây. Con này hàng Uniqlo nhá. Cho các chị size XL. Từ 60 đến 70 cân chốt cho em mã này, mã đẹp 60 cân vừa chị ơi, 60 đến 70 cân nhá. Đấy, ai lấy con này chốt cho em mã này, mã 1. 60 cân vừa thì dáng nó rất là rộng. Nó rộng suông ở dưới ấy. Thấy con mã đẹp đấy chị vừa nhá, cam đoan là vừa. Mã 1. Hàng Uniqlo đấy. Ai lấy 1 chốt 1 nhá. Một cho ai? Chị Diệu Thúy Nguyễn này. Hôm qua chị Diệu Thúy có chốt được cái gì đâu nhỉ? Dự bị chị Quy Phạm này. Một cho chị Diệu Thúy nhá. Dự bị cho chị Quy Phạm này, chị Ngọc Cẩm sau này. Hồng này chị ơi. Ôi hồng này xinh ấy. Hồng này ghi size L nhá. Đây con hồng thì ghi size L. Nhưng các chị ML mặc được luôn này. Hồng này ghi size L, các chị ML mặc được nhé. 55, từ 53 đến 60 cân vì nó co giãn nhé chị ơi. 53 đến 60 cân chốt cho em mã số 2. Đấy con này nó ghi size L vì chất thể thao co giãn nhé. Chốt em mã số 2. Mã 2. Từ 53 đến 60 cân nó co giãn mà. Nên là M và dáng ôm nhé. Dáng ôm và co giãn. Số 2 chị Khôi Hồ này. Chị hàng sau chị dự bị chị Vũ Hàng nhé. Đây. Số 2 hết rồi. Đây có hai con này chắc em bỏ ra. Em bỏ ra em bán hai con này đi. Đây. Hôm qua khách chốt được hai cái. Lúc mà chuyển khoản miễn ship bây giờ chốt được hai cái này. Ship đã 30, 35 rồi. Xong cứ bắt chuyển khoản miễn ship thì tiền hàng em còn được có 70.000, em còn 70.000 em còn trả nhập được những con này ấy chứ. Mua được hai trước xong cứ bắt chuyển khoản miễn ship. Mà mua được 4 trước thì may ra thì em còn hỗ trợ được. Mua hai trước xong cứ miễn ship. Tiền hàng 70.000 làm sao em nhập được. Này. Nên thôi không bán được nữa. Mua lần đầu tiên nhưng kiểu cũng mặc cả ấy. Nhưng không thích. Con này màu tím này chị ơi, size ML bằng đường nhất. Từ 53 đến 58 cân chốt cho em mã tím này. 53, 58 cân mã tím đây này. Chốt đấy, chốt này đây này. Con này hôm qua bao nhiêu người chốt đấy. Chốt cho em mã tím. ML nhỏ bằng được nhé. Chốt cho em mã tím. Tím của chị Bình Dương này. Họa tiết đẹp chưa? Chị chọn 5 cái không? Chị xả ra 3 cái. Rồi chị bảo chị lấy 2 cái. Chị bảo chuyển khoản miễn ship cho chị. Thế chị Bình Dương này. Cái như kiểu ép cung ấy. Dự bị chị Diệu Thúy Nguyễn này. Có đơn này. Tím đẹp này cơ mà. Chị Khôi Hồ này. Đấy. Em có dự bị nhá. Dự bị hết ở đây. Chị Dung Lê này. Đấy, khách nào có đơn em cứ dự bị đây để người trên không lấy ấy. Chốt đơn có vấn đề gì em lại để cho người sau nhá. Mua ít cứ bắt chuyển khoản miễn ship mày thật. Đây con đỏ này, mình bán luôn cho nhanh. Đỏ này đẹp chưa này. Chốt nhiều xong cứ xả ra ấy, xong lại còn bắt miễn ship, ai mà bán được. Con này size M đấy chị ơi. Size M đó chị tầm khoảng 45, 48, 55, 52 cân thôi. Size chuẩn M nhé. 45 đến 52, 53 cân mặc đẹp này. Đấy, chốt cho em mã này là mã đỏ. Mã đỏ. Đẹp chưa? Hai con cực phẩm. Chốt, chúng bắt miễn ship. Chán chưa? Chốt cho em mã đỏ này. Đỏ cho ai đây?
chơi anh cho chị Khôi Hồ, chị Vũ Hằng dự bị này. Xong còn bắt em chụp ảnh nữa cơ. Khôi Hồ này, cho chị Vũ Hằng này. Khách đấy là em chặn like luôn để lần sau đỡ gặp trên like. Chị Khôi Hồ dự bị chị Vũ Hằng nhá. Dự bị chị Diệu Thúy Nguyễn này. Em không chụp sau like đâu chị ơi, có gì các chị hỏi trên like luôn, em sẽ dơ gần cho nhá. Bởi vì sau like em không ấy được. Chị Hương Thu Vũ sau rồi. Vì sau like em bận lắm em không ấy được. Có gì hỏi luôn trên này nhá. Đấy, chốt chắc và hỏi luôn trên này em, sau like em bận lắm là em không chụp ảnh với cả không ấy được. Vì còn bao nhiêu đơn gửi chốt nhanh để còn gửi hàng cho các chị nữa. Nhá. Cứ lên số khách mới cọc cho em nhá. Chắc chắn phải cọc cho em. Con này chuẩn mờ này. Từ khoảng con này nó dính vào đây, từ 45 đến 52 53 cân. Ai lấy con này chốt mã xanh này, màu xanh loang ấy. Đấy, em 1m67 58 cân em mặc vẫn vừa này. Chốt cho em mã xanh này. Xanh chuối đấy. Ai lấy xanh chốt xanh nhá. Mã xanh của em. Một con tím này chị ơi. Xem bao lâu chị xem ưng con nào chị chốt con khác đi chị ấy, chị Hương Thu Vũ hết rồi. Xanh cho ai đây, cho chị Di Giày à, chị Di Giày nhá, chị Di Giày này. Dự không phải dự bị, chị Di Giày inbox luôn rồi, em không phải dự bị nữa. Tím này form rộng nhá. Các chị từ thích rộng thì mua cho con từ 55 cân đấy. Không phải 60 đến 70 cân này, siêu rộng luôn. Đây. Nó có cái ấy gì đây? Chắc là hàng hãng gì đấy. Ai đây, con này chốt em mã số 1, mã 1 nhá, 50.000 đồng giá. Mã số 1 tím nhạt. Ai lấy 1 chốt 1 này. Mã 1, 50.000 đồng giá đấy chị ơi. Đồng giá 50 đấy. Một cho chị Hải Yến Phạm này, tí em gộp luôn rồi chị nhá. Đơn của chị em đóng hôm qua rồi. Hôm qua em đóng hàng đến 12 giờ đêm mới xong. Mà ban ngày nhiều chị cứ bắt em chụp với cả ấy các thứ. Thật sự đêm cứ còng lưng đóng hàng. Vì rất chốt đơn mà các chị nào mà không inbox mất thời gian lắm. Vì em còn chốt cho khách dự bị nữa. Con đỏ này, đây con này hàng Li-Ning này này. Chốt đơn là lúc like xong ấy, ai mà không inbox với cả là không cho số điện thoại địa chỉ ấy, thì em mất thời gian em đợi, em hỏi lâu lắm. Các chị cứ cho luôn thông tin xem chốt bao nhiêu cái. Rồi vào check của em ấy. Xong rồi cọc với em đi đơn cho nhanh. Không rồi cứ đợi cả ngày đến tối này. Đến khách chốt đầu tiên không lấy. Xong lại phải đợi để cho khách dự bị, những khách quen dự bị ấy. Thì nó rất mất thời gian, hôm nào cũng phải đêm hôm. Con này chuẩn mờ nhưng mà form ôm nhá. Cho chị tầm 45 đến 55 cân tùy chiều cao này. Vì form của nó ôm nên chị SM bằng được. 45 đến 55 cân mặc xinh, ai lấy con này chốt cho em mã số 2 này. Mã số 2 nhá. Mã 2 em với. Đây ai lấy 2 chốt em mã 2. 2 chị Vũ Hằng này. Số 2 chốt chị Hằng nhá. Một con khoác nỉ này size to này chị ơi. Con này chỉ 60 đến 70 cân khoác nỉ nhá. 60 đến 70 cân chốt cho em mã xám này, size LXL ấy chị ạ. À, size L 60 cân thôi, chốt em mã xám. Khoác nỉ đấy. À, lấy xám, chốt xám em ấy. Mã xám nhá, size L nhá. 60-65 cân vừa nhá. Xám xám cho chị Khôi Hồ này. Chị Khôi Hồ nhá.
Dự bị chị Quy Phạm có đơn này. Chị Thúy Trần sau rồi, chị Thúy Trần ơi. Chị Quy Phạm lên số inbox đi chị ơi. Dự bị chị Dung Lê này, chị Dung Lê cũng vào đi nhá. Một con hồng này chị ơi. Hồng con vịt này. Đây con này nó ghi size S mà to lắm. Con này nó ghi size S nhưng mà cho chị tầm khoảng 55 cân nhá. Đây. Đấy, các chị tầm 53 đến 58 60 cân tùy chiều cao nhá. Chị nào cao trên 1m6 thì 60 cân bằng được nhá. Đấy, còn 1m50 55 thì tầm 55 cân thôi. Để em tư vấn rất là kỹ rồi nhá. Có gì hỏi luôn trên này nhá chị ơi, chốt cho em mã hồng. Hồng vịt này. Nó ghi size S nhưng các chị phải ML nhỏ, chốt cho em mã hồng. Ai lấy hồng chốt hồng. Một con hoa này. Con hoa này chất cốt tông nhá. Size M đấy, con này size M. Các chị tầm khoảng size M form ôm và co giãn. Từ 48 đến 55 cân chốt cho em mã hoa. Hồng với chị Thúy Trần này chưa có đơn này. Dự bị chị Dung Lê có đơn nhá. Chị Thúy Trần lấy thì lên số em nhá. Dự bị chị Dung Lê có đơn, dồn đơn này. Hoa size M mã hoa. Con em mã hoa này, con hoa này xinh quá này, không ai chốt này. Con hoa này đẹp mà, con hoa này chất cốt tông đấy. Đây. Đây có lưới này. Chất cốt tông đẹp mà. Chốt em mã hoa một con vàng này. Lấy con màu ghi đi, một con ghi bomber con này của Nam nhá. Đây này con này hàng của Nam này. Nam này 1m7 đấy. Nam này 1m7 trở lên nhá. 1m7 trở lên và tầm khoảng 60 cân này, chốt cho em mã nam. 1m7 trở lên và 60 cân. Chốt cho em mã nam, ai lấy nam chốt nam thì hàng hãng gì đấy. Mã nam nhá, 1m7 và 60 cân, size M của nam. Nhưng phải cao một chút. Size M của nam chốt em mã nam phải cao một chút nhá. Chị Diệu Thúy Nguyễn này. 60 65 cân là vừa nhá chị ơi. Vì càng cao thì sẽ cân nặng sẽ càng tăng lên. Nên 1m76 và 65 cân là vừa nhá. Chốt chị Diệu Thúy Nguyễn này. Hello chị Kim Chi Kiều nhá. Nam hết rồi chị ơi, chị Diệu Thúy Nguyễn chốt rồi, chốt chắc cho em nhá chị ơi, dự bị vào đây cho chị Kim Chi Kiều này. Em ngại xả sau like lắm. Vì trên like là chốt thì của ai chốt chắc được luôn em. Cái hàng xả này bán lại thì vẫn được. Nhưng mà hôm nay em bán hết rồi, em sẽ không bán nữa. Còn ai xả ra thì mai em lại không bán được. Tại vì em sẽ không bán cái mã này nữa. Đến đâu em hết đến đấy, em chỉ bán khoảng 2 hôm là hết mã đấy thôi. Chứ ai giữ đơn với cả là xả ra là hôm sau là xỉ họ lấy hết thì em lại không bán được nữa. Cứ giữ đơn để mấy ngày ấy. Nên chị nào giữ đơn thì phải chuyển khoản cho em nhé. Size M này. Size M nhưng mà form ôm nhá. Nên các chị từ 46 đến 55 cân bằng được. Cứ chuẩn M cho em. Hoặc chị nào size XS nhá. XS cũng được tại vì form nó ôm và co giãn. Chốt cho em mã vàng. Ai lấy vàng chốt vàng. Ok này. Thế để chị Diệu, vẫn để chị Diệu Thúy Nguyễn mà em chỉ dự bị chị thôi. Chị có được đâu. Chốt cho em mã vàng. Em chỉ dự bị vào đấy thôi. Ai lấy vàng chốt em mã vàng. Mấy con này ghi size S để dáng crop top nhá. Size S nhưng mà form rộng nhá. Con này ghi size S này nhưng form rộng này. Nên cho chị tầm khoảng từ tầm 55 cân nhá. Đẹp chưa? Chốt cho em mã xanh. Ai lấy xanh chốt xanh nhá. Chị Khôi Hồ này. Chị Khôi Hồ nhá. Ai lấy xanh chốt em mã xanh. Xanh này xanh crop top nhá. 50.000 quá là rẻ luôn rồi. Xanh cho chị Phạm Anh này. Khoác này có 50.000 thôi. Chị Phạm Anh này. Xanh em chốt chị Phạm Anh nhá. Size L này em tí nào. Đây là con này dáng dài nhá chị ơi. Con này size L đấy.
Dáng dài chị size L 55 60 cân đấy. Chốt cho em mã dài con này, chị này mặc váy hoặc đi chống nắng đều được hết này. Mã dài nhá. 60 cân quay đầu. Các chị từ 52 53 đến 60 cân bằng được nhá. À lấy con này chốt cho em mã dài. Đấy chị thích thì là mặc chống nắng được ấy, váy chống nắng mùa hè. Không phải thì làm váy dài. Là lên dài, chốt em mã dài. Một con hồng này. Hồng này nó ghi size L nhưng chắc chỉ size M, form M, form ôm nhé. Hồng này ghi size L nhưng mà form ôm. Nên các chị ML bằng được. Tầm khoảng 50 đến 58 cân này. Đây. Form ôm nhá, các chị size M bằng được và size L nhỏ thôi nhá. 50 58 cân mã hồng. Dài chị Diệu Thúy Nguyễn này, chị Ngọc Cẩm sau rồi. Dì chị Diệu Thúy Nguyễn là bằng em, cái em vừa là chị vừa đấy. Dài chị Diệu Thúy Nguyễn. Hồng với chị Thúy Trần này, chị Thủy Thúy Trần này. Hồng với chị Thúy Trần này. Đội em có mấy cái đầu like đẹp lắm, các chị không inbox để em xả ra nhé. Còn ít đấy thôi. Màu ghi á, màu ghi chỉ có cái bomber này thôi chị ơi. Màu ghi size L đấy, chị có lấy cái bomber này không? Con này mới đẹp cực luôn. Màu ghi đây, con này size L đấy. Bomber nhá. Cổ nó như thế này. Đấy ghi này. Chị có lấy không? Chắc còn con ý. Một con đen to này. Con này to bự, con này của nam hay sao ấy. Con này chắc của nam đây, thêu hết toàn bộ thêu này. Khóa to bự này các chị ơi. Khóa này khóa siêu to, nhưng con này 60 cân, 60 65 cân này. Đấy là lấy con này chốt cho em mã 3, mã số 3 nhé. 60 cân trở lên đến 65 70 cân ấy. Đấy. Chốt cho em mã số 3. Con này từ 60 đến 70 cân này, mã số 3 này. Có cái bút đâu này. Ghi cho ai đấy? Ghi cho chị Phạm Anh này. Dự bị chị Thủy Trần này. Chị Phạm Anh chốt trước rồi. Chị Thủy Trần chốt sau nhá. Số 3 cho chị Diệu Thúy Nguyễn này, dự bị cho chị Khôi Hồ này. Chị hay anh gì đấy, chắc anh Khôi Hồ ấy. Diệu Thúy Nguyễn dự bị cho anh Khôi Hồ này. Một con hồng này size M này chị ơi, con này ghi size gì? Con này size M nhá, chị 50-55 cân. 50-55 cân này. À lấy con này chốt cho em mã hồng. Em còn nhá, khách cũ là cứ vào chấm bài cho em là được, em còn hết thông tin mà. Tại vì ship hàng sẽ lưu hết thông tin. Mã hồng size M. 50-55 cân. Chốt cho em mã hồng, giá con này đẹp nhỉ. Giá con hồng thì rất là đẹp nhá. Chốt cho em mã hồng. Ai lấy hồng chốt hồng này. Còn con đỏ này. Con đỏ đẹp quá. Con đỏ nãy ai chưa chốt được này, nó bị lỗi khóa thôi. Size SM nhá. Con này 45 đến 52 cân này. Đây con này lỗi một bên khóa nhá, chị nào size thôi. SM nhỏ nhá. À lỗi bên cúc. Con này lỗi bên cúc, cái cúc của nó còn đây này. Lúc nãy em like rồi đấy. Về chị ra tiệm người ta dập lại cho nhá, nó không bị mất đâu. Nên đỏ này bán 30, chốt cho em mã lỗi này. Mã lỗi 30 này. 30 thôi nhá, về ấy lại một bên cúc này. Còn nguyên cúc ở đây nhá, nó chỉ bị tuột thôi. Inbox em không chụp ảnh được đâu chị ơi. Em sẽ inbox cho nhá, còn em nhiều các chị vào chụp ảnh là em không chụp ảnh được. Cho chị Hương Thu Vũ và inbox em ấy. Chị Hương Thu Vũ lần trước chốt mông tư ghi được có 1-2 cái thôi ấy.
lỗi đỏ là chị Vũ Hằng chốt trước rồi này. Dự bị cho chị Hương Thu Vũ thôi nhá. Vì chị em thấy chị lên mã với cả chị có đơn của chị anh hay chị Khôi Hồ cũng sau rồi ấy. Bây giờ mới nhìn đấy. Vũ đỏ là chị Vũ Hằng chốt trước này. Size L. Đây có con nỉ hồng này đẹp này. Size M chốt cho em mã hồng mới con này nỉ nhé. Size M mặc xinh mã hồng mới con này nỉ này. Hồng mới nhé. Size M 50-55 cân. Từ 48-55 cân này chốt hồng mới này. À đấy hồng mới chốt hồng mới này. Con này size gì đây? Con này chắc tầm size M này. Màu ghi đây. Đấy 48-55 cân này size M nhé. Chốt cho em mã ghi này. Con này không lỗi khóa đâu. Chốc nữa em sẽ lấy kéo em bẩy lên nhé. Nó không lỗi khóa đâu, nó bị ép kiện vào thôi. À lấy ghi chốt cho em mã ghi này. Đẹp chưa? 50.000 mã ghi. Cái bomber gió này ưu tiên chị nào lấy đôi nhé. Bomber gió của nam này. Bomber gió của nam hai lớp này. Chị ưu tiên ai lấy cả đôi. Cho nam tầm khoảng 55 cân thôi. Đây em 1m67-58 cân em mặc vừa này. Nếu nam cao 1m7 hơi thì hơi ngắn này. Cùng size nhau đi. Nó bị rách một tí túi trong này thôi nhá. Bên này bị rách túi này. Bên này thì không sao này. Em 1m67-58 đây. Thì cho nam tầm 1m6-1m65 thôi nhá. Còn 1m7 là sẽ bị cọc đấy. 1m56-1m56 1m55-60 thôi chứ quên mất. 55-60 của nam 1m55-60 nhá. Mà tầm khoảng 60 cân quay đầu. Đấy, nói chung tầm khoảng 55 cân, 55-58 60 cân gì đấy. Em mặc lại con này, nó ghi size M nhá. Con này ghi size M của nam 55-58 cân. Đấy, con này nhỏ hơn con kia này. Con này nhỏ hơn con kia nhá, nhưng mà mặc đều được nhá. Tầm 55 cân thôi. Nói chung của nam tầm 55 cân nhá. Gió hai lớp em xả nốt đi. Đây con này nó bị rách rồi. Đây bị rách này về khâu em nhá. Cũng bận quá luôn. Chứ còn gió hai lớp nhá. 90.000 chốt cho em mã đôi này. Nó bị rách lót ở trong em để 90.000 một đôi thôi. Chốt cho em mã đôi nhá. Tức cái đôi này nhiều người chốt lắm rồi. Like nào cũng thấy có người chốt đi này. Thế nhưng mà không inbox. Đẹp mà gió thì đẹp. Mã đôi 90 thôi. Tức là cái đôi like nào em cũng thấy có khách chốt ấy. Chị Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm hình như ở miền Trung ấy nhỉ. Mua của mình rồi ấy nhỉ. Dự bị chị Nguyễn Hồng nhá. Lấy cả đôi nhá. 90 cho chị Ngọc Cẩm. Dự bị chị Nguyễn Hồng này. Có đơn rồi này. Inbox nha chị ơi. Nhắn tin em thôi. Đây một con khoác đỏ chị này. Con đỏ này tầm khoảng 60 cân quay đầu này. 55-60 cân này chốt cho em mã đỏ. Con này không có túi này. 55-60 cân nhá. Đây rộng này. À lấy đỏ chốt em mã đỏ này. Đó chị Bình Dương này. Chị Bình Dương lên nhanh thế nhỉ. Dự bị chị Thúy Trần cho đủ đơn nhá. Dự bị chị Thúy Trần để em xem ai trên book không bị ít quá em xả ra đợi em tí. Quá ít quá mà chưa thấy inbox thì em xả đơn ra. Chị Dung Lai inbox chưa chị Dung Lai ơi?
hồng này. Một con màu hồng tiếp nhá. Con này bị sang. Con này bị lỗi rồi, lỗi thì thôi nhá. Bomber này chị ơi. Bomber chị này size size nhỏ, size SM nhỏ này. Con này SM nhỏ thôi, các chị từ 40 đến 52 cân này. Chốt cho em mã bomber đẹp chưa? Ok chị nhá. Ôi để em đọc mã đi. 100.000 đi đơn chị ạ, ship 30.000 nhá. SM nhỏ nhá, chốt mã bomber này. Chị Hương Thu Vũ này. Hương Thu Vũ. Một con màu gì màu ghi này, con này cũng nó bị lỗi ở đâu. Con này hôm qua nhìn thấy lỗi ở chỗ nào. Nhưng không phải, không bị sao, con này không bị sao, nhầm. Con này size ML 55 60 cân này. Nhá. Từ 53 đến 58 cân thôi, size ML nhỏ nhá. 53 58 cân chốt cho em mã ghi này. ML nhỏ vì nó dày dày và nó không co giãn mấy đâu. ML nhỏ 53 58 cân. Chốt cho em mã ghi, nó ghi size M đấy. Ghi chị Thúy Trần. Chị cao bao nhiêu? Em 1m67 58 cân nhá. Chị lựa xem là chị có vừa không. Ghi chị Thúy Trần này. Chị lựa xem có vừa không nhá.